bây giờ sẽ đi mua mấy cái đồ để mà về làm đây. Tại Home Depot nha. Bây giờ mình sẽ đi kiếm mua đá nè. Đây là cái quầy bán đá. Một viên 2 đồng mấy, 2 đồng 18 nè. Đó, nguyên cái khu này là bán đá nè. Đây là cái khu bán gỗ nè. Đó, rất là rộng luôn. Rồi đây, đây là lưới kim loại. Đó, lưới kim loại này là để lót ở dưới cho mấy con thỏ chuột rồi nó không có chui lên. Này là đéo, này là quýt khóa, nghĩa là để cho mấy cái cỏ dại đó được mọc lên. Cái này là xét là để đóng mấy cái cột xuống. Đó, gấp. Rồi nè, ở đây một cục này thấy không? Đó. Đó một cục này nè, đó. Là đủ rồi. Đủ gì? Kìa nhìn ngoài kia kìa. Đó. Gia đình của mình phải order 80 cục. 80 cục. 8. Mà hả? Order trả tiền delivery hết mấy chục đồng. Mà nó quăng ở đây nè. Giờ chồng phải tự đem từng viên vô. Đúng thôi, tại mạng nó ghi là door to door mà. Bó tay luôn. 80 viên giờ một mình ổng khiêng vô nè. Một lần mệt mỏi thiệt luôn. Tốn hết hả một mớ tiền delivery mà giờ cực như con chó ấy. Thiệt. Gặp ở Việt Nam là người ta có người khiêng vô rồi, bên Mỹ này phải tự lết vô. Nhưng mà nó cho luôn có ba lết. Không đam mê. Đó. Đó thì một cái cột sẽ dự tính là 4 cục. Đó, một cục này là 6 inch. Nãy giờ ổng khiêng, anh khiêng được nhiêu rồi? 2 tầng rồi, giờ còn 2 tầng cuối cùng nè. Là khi được 40 viên nè. Ừ, cỡ đó. Ở trên dưới 40 viên. Đó, phong bên Mỹ đó mọi người. Cực như con chó vậy đó. Chứ nãy giờ về là, ví dụ ở Việt Nam là đã có nhân viên rồi. Dưới nhà khiêng vô rồi, còn cần làm gì đâu. Đó, giờ phải tự lết nha nè. Rồi, mấy đứa khiêng vô đi mấy đứa. Nè, dạ. Đó, tự làm chủ. Tự làm chủ và tự làm nhân viên luôn. Dạ, kiếm vô anh Ngọc. Kiếm để đâu cậu? À, đó, ý là ông đang tái hiện ở Việt Nam là được như vậy đó. À, còn giờ nè. Mà chưa xong đâu, mua đá hay xong rồi còn phải mua nhiều thứ lắm ha. Còn phải làm nhiều thứ lắm, còn phải đào lên. Này là đá thôi. Ừ. Đá. Rồi còn phải mua. Phải mua tới bao nhiêu bao đất nữa phải không? Trăm mấy hả? 200 bao à. À. Tốn một bộn tiền luôn đó mọi người. Nhưng mà bây giờ hạnh phúc của mình phải làm thôi chứ sao. À. Happy life, happy wife. Đây, hôm nay anh thanh niên này rất là siêng nha. Trời thì nắng cháy da luôn. Đòi đi làm vườn cho vợ. Hôm qua là người ta đã ship tới nè, 80 viên gạch giống vậy. Nhưng mà mình phải tự lết vô nha mọi người, chứ không ai đem vô cho đâu. Rồi bây giờ phải tự đóng nè. Đóng để cho nó giống như cứng xuống như cái đất vậy đó. Nhà mình thì không có sử dụng cái đất này. Đổ đất mới. Trời ơi, công trình này không biết bao giờ phải xong nữa. Cũng gian nan lắm. Đóng từng viên như vậy, cứ một cái chỗ đó là sẽ đóng 4 viên. Rồi bây giờ mình sẽ vô gara nha. Ôi, hôm nay Home Depot mới ship tới một mớ các bao đất. Trời ơi. Quá trời luôn. Trong gara. Đây.
quá trời luôn nè mọi người. Khủng khiếp. Bao nhiêu bịch? 70 bịch phải không? Không. Gần 200 bịch á. Gần 200 bịch. Ừ, 170 mấy bịch á. Trời ơi, ủa sao bữa anh nói là 2 nhiều hơn mà. Là 200 là gần 200 kêu bịch ít á. Quá trời luôn. Quá trời luôn nè, đất nè. Trời ơi. Hôm nay hôm điều bọn mới ship tới nè, gần 200 bịch. 170 mấy bịch á. Còn thêm mấy bịch lẻ ở nhà nữa. Để vô gara. Khủng khiếp. Chưa biết như thế nào mà tốn bộn rồi đó. Mấy ca của tôi rồi đó. Tôi mệt mỏi á. Hôm nay tới công đoạn nào anh? À, bắt đầu trải cái này xuống nè để cỏ nó không mọc lên nè, đúng không? Trải cái này để cỏ nó không mọc lên đúng không? Còn nhiều công đoạn lắm nha mọi người. Bây giờ là sẽ bốn gốc hả? Bốn gốc là có những cái cột đúng không? Không, bây giờ làm trước thôi. Giờ để làm trước thôi rồi cái tới làm gì bên? Bây giờ tới làm gì nè? Xe ra Nhi, đây là con. Bỏ này xuống để cho mấy cái con chuột hay là con thỏ nó không có chui vô. Đây, đây là gỗ mình tới Home Depot nè, xong rồi mình lấy một cái cây gỗ rất là dài đúng không? Tới cho người ta cắt. Cây gỗ 16 feet là dài lắm. 16 feet là 5 đoạn này. Đó. Đó. Đây là redwood. Đây redwood. Đó, Sunny, cái redwood này là tới đời Sunny vẫn còn luôn á. Nó là 20 năm. Trời ơi. Nó ra nó nói ba nó là trời sắp tối rồi. Ba làm nhanh đi. À Nhi ra Nhi, Nhi kêu ba hả? Ôi, Nhi lo cho ba hả? Rồi hồi nãy Nhi nói với ba cái gì đó? À, Nhi là fans của ba. Rồi nói tiếng Anh là gì? Ai? I love you. Ồ, chưa? Trời ơi, mọi người. Đây, hai tình yêu. Cái tình yêu đang cầm cái quạt á. Ở trong nhà nó nằm dưới salon á. Vẫy đuôi, vẫy đuôi. Xong rồi, cái đây là tình yêu kiếp trước của tôi. Đây, tình yêu kiếp trước. Chi Bi Cam. Tình yêu này xiên hơn. Xiên đó. Hơn. Đó nãy giờ nó ra đây, nó ngồi bên kia. Xong rồi nó ngồi lên gỗ. Đó. Nó nói ba làm xong chưa đó. Ba làm xong rồi đi vô nha, để con chuột bắt ba. Đó. Còn cái con kia bị đen. Con kia bị đen nó chỉ biết cầm máy quay, nó mới đi vòng vòng kìa mọi người. Thôi vậy là có lòng rồi. Tôi có hậu duệ có lòng rồi. Có còn hơn không? Chứ lỡ như hai đứa đều nằm trong phòng, hết có mình bạn này làm thì cũng tội. Vậy đó thấy không? Ta nói con gái là tình yêu kiếp trước của người cha mà. Đó. Đó, nó ngồi để trời lạnh lắm mà nó ngồi để nó đợi ba lắm. Công nghiệp không? Thôi được rồi, hai cha con bạn này enjoy nha. Tôi cũng không cản. Giờ là công đoạn nào anh? À, bỏ gỗ lên vậy hả? Cột nữa nè. Một miếng gỗ đây.
rồi cái cột, rồi tới miếng gỗ đây là xong rồi đó. Là cái khúc này là cái lối đi của em nè. Đó, cái khúc đó là lối đi vô đó. Bây giờ mình tới công đoạn nào anh? À, đây. Wow. Nhìn đóng công của ba nè. Thấy đóng công của ba. Đó, nó đi nó đóng công, nó chỉ cho ba. Wow, sắp hoàn tất rồi. Đó, ba ra ba ủng hộ tinh thần cho ba ha. Wow, đẹp rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang là đổ đất nha. Mình sẽ đổ một lớp đất xuống, đúng không anh? Mình sẽ đổ một lớp đất xuống đúng không? Rồi ngày mai mình sẽ đi tới Home Depot để mình mua gì? Phân hả? Phân bò. Ôi, còn nhiều công đoạn lắm. Đây chỉ là rải một lớp trước thôi. Không, trái nó còn nhỏ, trái sắc bên. Cái này hả? Đúng rồi.